Garena. Những trận đấu hấp dẫn của Yobot NFL Spring 2022 đã có mặt trên tất cả các kênh sóng của huyền thoại sinh tồn Free Fire Esports. Nhớ đón xem tuần thi đấu thứ 5 vào lúc 18 giờ ngày 25, 26 và 27 tháng 3 năm 2022 trên fanpage YouTube Boya của huyền thoại sinh tồn Free Fire Esports nha. Ok, hello các bạn, bọn mình là HQ Esports. Hôm nay bọn mình có mặt tại đây để đọc và trả lời comment của các bạn trên page huyền thoại sinh tồn. Thì mình nghĩ là chắc toàn câu hỏi chôn thôi. Tại vì chắc là toàn bốc phốt của mình. Bốc phốt anh em mình hỏi có phù hợp hơn là những lời trước đúng không? Thôi, hư thật xấu anh em mình á. Tôi bị bốc phốt hết đấy. Chẳng đấy, sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Bảo rồi. Xin hỏi HQ ai đẹp trai nhất ạ? Bọn mình chắc là không dám nhận là ai đẹp trai nhất, nhưng mà chắc là vote Artemis. Còn để các bạn tự đánh giá chứ không lại bảo tự luyến thì mệt lắm. Đúng rồi. Trang nghĩ gì về việc chưa vô địch VFL lần nào? Không khi ạ, nha, nghiêm túc. Thì đối với bọn mình thì thiếu mất một cái chức vô địch của VFL thì cũng khá là buồn, nhưng mà không sao cả. Mình vẫn hướng tới những cái giải của quốc tế nhiều hơn, và mình rất cố gắng để có một chức vô địch ở trong nước. Đó là chính là VFL. Mùa này quyết tâm vô địch nhá. 1, 2, 3. Câu hỏi tiếp theo. Sao chúng ta ở đây? Bao giờ anh em cua được HTQ? Hai cái nào? Nào. Đúng không? Đúng không? Chỉ có mày thôi. Bật mí cho các bạn HTQ like đi. Bật mí đi. Ủa sao chúng ta ở đây? Phúc à? Anh không biết. Ôi giời ơi, giấu anh em ạ, giấu rồi. Giấu rồi, giấu em, giấu rồi. Ai có thể cản bước được Ma Gaming? Mấy đàm tiếu qua lo linh tinh, không thể nào mà cản bước được Ma Gaming. Dạ. Câu này dễ quá. Câu này thì em nghe thấy rất vui đấy. Ma Gaming có về HQ mùa sau không vậy các anh? À, Ma Gaming có bán giải VFL không ạ? Có lẽ là mùa sau thì các bạn sẽ được biết, còn bây giờ mình không tiết lộ. Thì vâng. Thế cơ không lộ được. Bao giờ thì đánh ca hết bắt tử vậy? Chắc là khó đấy. Khéo là cả tất cả buổi giải luôn anh em ạ. VFL này mà muốn giết được VFL này không khó, không giết được đánh ca đâu. Muốn hỏi về HQ Artemis, anh có những kỹ năng gì, tại sao bắn hay như vậy? Điển hình như pha cần 4 tại ngôi nhà nhiều lỗ gần đập thủy điện ở giải châu Á. Mình mà trả lời câu hỏi này thì nó khó lắm anh em ạ. Nói thật là ăn rùa. Mình ăn hên đấy, ăn hên. Tôi cao hết rồi anh em ạ. Muốn thành tanker hay như Artemis thì làm thế nào? Anh em thì nhớ follow TikTok của mình thì anh em sẽ được xem những clip sợ bây giờ đấy kia. Highlight với cả kỹ năng của mình thì anh em sẽ học hỏi được một vài thứ nhỏ nhỏ. Kiêm tốn đấy nhở? Ta ở đây kiêm tốn đấy nhở? Ở nhà gầy lắm mà. Kiêm vốn. Ở nhà gầy ác lắm mà. Phải đánh hên mà. Khi nào phan kỵ cưới? Dạ. Bao giờ cưới chúng ta đi bên lễ cho á. Nổ ngay đi. Cái này thì mình cũng bật mí sơ sơ qua rồi, nhưng mà chắc là khi nói sơ sơ qua là cuối năm. Cuối năm nào chưa biết. Cuối năm nào chưa biết. Chết thật. 200 nhất độ. Tem mình thì khả năng là trăm nhất VFL nha anh em. Đấy. Trăm nhất độ. Trăm nhất độ. Mình sẽ vote cho Tim Neo là người trăm nhất độ. Neo là trăm ăn chơi mà. Được cả hai. Ai hát hay nhất team HQ? Ý xài. Lên bài đi em. Sao lại nhìn hèn đấy kia? Rapstar. Để mô cho anh em qua bài á. Lên. 1, 2, 3, yo. Lấy đàn tử qua lo linh tinh. 1, 2, 3, yo. Ông mình là Alava Chap. Ta cùng khiêu vũ như điều mai bồ. Để cái túi chéo thì anh giang hồ như thật. Đang như muốn nhảy nhìn tan gồ. Thế thôi. Khi nào HQ mới chuyển em về? Chắc là khi nào mà em bắn hay hơn Đại Sơn thì chắc là bọn anh chuyển em về. Em cần 4 hay vốt như Artemis thì chuyển bọn em về. Còn bây giờ thì đến tiết mục này chắc tất cả mọi người đều thích nhỉ. Bốc phốt nhau. Trong 5 giây bọn mình sẽ bốc phốt nhau. Nhưng mà không bốc phốt được, trong 5 giây không bốc phốt được thì mình sẽ bị đánh. Đấy một tay. Em có chơi không? Chơi luôn. Đầu tiên mình sẽ bốc phút Neo. Anh em biết Neo hay đi tất của ai không? Neo toàn lấy sang chỗ của Hen, trộm tất của Hen để... Không nha, đúng một lần thôi nha. Lại coi lại cơ. Đúng không?
lỡ anh lỡ đúng không? Anh biết, anh không biết. Không biết, không biết. Thôi thôi thôi, không biết, tối nghe nói. Nhưng mà mùi lắm. Không biết. Em ơi, nha, lấy tất của em đeo xong em không dám đeo lại luôn mà. Mà nghĩa là túi chân, túi chân, em đeo túi chân. Em đeo túi tất là chụp tất đi, đi rồi của em thì đi thì. Đúng rồi. Anh thì góp kết nhau rồi. Em sẽ một phút mạnh khi nha anh em. Em ngủ hay các chân mình rất nghèo. Nên bây giờ cái thân hình như mình là bị mất ngủ nhiều anh em, một phần là tại phân kỳ. Mình sẽ phải bắt buộc phân kỳ phải bắt đền. Bồi thường lại cái thân hình của mình. Mình cũng xin phép bóc phốt lại Artemis. Đấy thì đêm Minh Phúc cũng rất hay ôm mình. Sang người yêu hơi lâu. Đêm cứ ngủ là phải ôm mình mới ngủ được. Không. Nghe thế nào? Bây giờ là ý là bây giờ là nhà chưa có mối ôm mà. Có cái gì đấy ở đây? Chưa có mối ôm rồi. Có phát hiện là một điều kỳ lạ game thang là em Artemis. À, đây có một sự trả thù không phải như thế. Bắt 3 ngày. Hai nha, có một hôm thôi nha. Má điều thật chứ. Hai ngày. Không biết đâu, anh thấy 3 ngày. Má điều nói điều chưa mất. Cái hôm đấy, ba ngày. Anh thấy 3 ngày chứ. Nhưng mà mày ngủ cũng không có những mùi đâu. Điền. Tào lai anh ơi. Sao rồi? Đúng một hôm bắn giải. Ma hôm đấy bắn 18 em cơn luôn. Hôm bắn 18 cơn, má mệt đi ngủ luôn. Hôm sau mới đi tắm chiều. Ta này đúng điều luôn. Chúa phết, chúa phết. Đón qua là anh mới thấy nó thay một độ nha. Đúng rồi. Phần kia cái mùi là đúng rồi. Giờ lên neo nhá. Trả lời đi em. 5 4 3 2 1. Giờ sẽ là mỗi thằng bát một cái đầu luôn. Bát một cái đầu luôn. Ê, đưa tay lên. Mỗi thằng một bát. Cơ hội. Cơ hội. Chúng mình đã trả lời hết tất cả các câu hỏi của các bạn trên fanpage hiện tại sinh tồn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và nhớ ủng hộ bọn mình tại các trận đấu sắp tới tại VFL Spring 2022. Bye bye mọi người. Bye bye. Giải đấu Yomot VFL Spring 2022 Rush for What tuần thi đấu thứ 5 vào lúc 18 giờ ngày 25, 26 và 27 tháng 3 2022. Ấn đăng ký ngay và bật nút chuông thông báo của huyền thoại sinh tồn Free Fire Esports để cập nhật những thông tin thú vị và hòa mình vào những trận đấu esports đỉnh cao.